Rồi để tiếp tục cái video năm ngắn ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực lỡ ha. Đó thì hai con này thì một con pháp kem, đó một con pháp kem và một con bo bê thì cô chú chị. Đó thì bộ nói chung thì bò này cũng lụng 9 tháng rưỡi tới 10 tháng rồi. Đó lụng 9 tháng rưỡi tới 10 tháng cô chú chị. Thì hai con này chiều cao của hai con này thì dao động ngang ngang nhau luôn. Đó chiều cao của nó thì 1m21 hay hai bò. Đó chiều cao là 1m21 hay hai bò cô chú chị. Đó nhưng hai con này thì em nói cái giá thì rất yêu thương luôn nè. Đó thì cặp đực này thì anh chủ nhà bán giá là 30 triệu. Đó 30 triệu là bao ship ha. Đó bao ship của chúng chìm tới nhà luôn, tôi dùng 200 số. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó thì nói chung thì hai con này thì anh chủ nhà có cột tách sữa mẹ rồi cô chú chị. Đó tách sữa mẹ rồi, nói chung thì nó cũng lỡ bò hết rồi. Nhưng mà hai con nó em nói rất dài đòn luôn. Đó hai con tướng tá rất dài đòn luôn, chân móng xương sóc rồi. Đây con kem là xương sóc cối luôn cô chú chị, xương sóc rất to luôn. Đây về phần chân móng nè. Đó con pháp kem chân móng nè, đúng yếm nè. Đó bò chân móng hoàn thiện nha, còn con ba bê này cô chú chị. Đó thì tại vì bò này có mình tách sữa mẹ rồi, đó mình tách sữa mẹ rồi nó xúc sữa nên nó cũng hơi dẻo bò, thì nói chung thì nó ăn uống mạnh rồi, hai con này thì ăn uống mạnh rồi, cái nước ăn uống thì bà con khỏi sợ luôn. Đó còn con ba bê nè, đó thì hai con thì em quan sát thì cũng đít nở dài nở nè cái lưng này cô chú chị, đó đít nở dài nở nè ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha, em nói hai con bò này cái giá rất yêu thương luôn. Đó con nào con ấy nè, tướng tá cấp mình. Đó bò mà chiều cao là 1m20 mấy là bự lắm cô chú chị. Đó chiều cao 1m20 mấy là bự bò lắm. Đó thì hai con này thì dòng F1 hết á. Đó dòng F1 ha, thì bà con mình thấy ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thì thịt ưng mình hãy mua ha. Thì hiện tại thì em đang có chuyến giao về Vĩnh Long. Đó Vĩnh Long với ở Long Xuyên. Thì bà con nào ở mấy vùng đó hoặc mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn. Bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vỗ béo, bò sinh sản có 2 khung giờ có ưng thì điện cho em ha. Nhưng em nói hai con bò rất dài đòn luôn cô chú chị, con một kem này rất dài đòn luôn nè, tướng tá cấp mình nè, em nói dài đòn khỏi nấu luôn. Đó xương sóc là xương sóc cối luôn, hai con này xương sóc to. Con nào nãy em nói đi dài đòn khỏi nấu luôn. Đó, nói chung thì nó cũng cọp rồi nó dẻo bò, nhưng mà được con cái thì con đàn xương rất lớn. Quá. Đây, nhận đít. Qua coi. Quá. Đây. Đây con kem dàn đít này cô chú chị dài nè. Đó. Quá. Đi ra cái làm gì ta? Tập kem kem đây. Đây, hai con mấy cái dàn đít nó khỏi nấu luôn. Con bê cái đít nè. Đó. Con kem mấy cái đít khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó thì bà con mình ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình mới mua ha. Con nào lấy hai con cái dàn đít nè. Đó. Em lấy cặp bò là cái giá rất yêu thương luôn, chiều cao là 1m20 mấy bò, 21-22 bò. Đó mà cái giá có 30 triệu rồi. Đó 30 triệu là bao ship luôn. Đó một con bo bê và một con pháp kem. Đó em lấy hai con bò này mua về là mình nuôi là nó phát bò luôn, không còn xuống bò nữa thôi chú chị. Đó hai con này là mình không còn sợ xuống bò nữa. Đó thì trước khi đem xem video của chú chị cho em xin một like một đăng ký ha. Đó đăng... em có động lực để kiếm những con bò giá cả hợp lệ em đăng lên cho bà con mình mua về nuôi vỗ béo. Đó hoặc mình những con bò cái bộ mấy con thì mình về làm giống sinh sản ha. Đó thì nói chung thì tới khi hình em có thương lượng xác giá bà con mình hết rồi. Đó đây con kem cái dàn đít của nó nè. Đây được con cái thì nói thôi, hai con này dài đòn, hai con bò này rất dài đòn luôn cô chú vị. Mặt ngày nè, mặt thì con nào mà bằng cục một bự không em. Đó thì nói chung thì em đăng thì bò có làm sao không nói vậy, nó dẻo dẻo thì em nói dẻo dẻo ha, binh lực thì em nói binh lực. Đó nhưng hai con này nè, hai con này là cái sợ cái nước ăn uống của nó là mình hết sợ rồi, về không sợ trống ra nữa. Đó vì hai con này người ta cột rồi, đó chủ nhà cột rồi.
đó chân cẳng này, đó chân cẳng đứng thẳng rẳng luôn cô chú chị. Đó hai con giá là 30 triệu, 30 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Em nói hai con này dài đòn khỏi nói luôn đó, con kèn với dàn đòn của nó nè, nó tướng tá rất dài đòn luôn đó. Thì hình ảnh về giá cả cặp đực lõi này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chìm rồi. Để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay,